có bờ môi quyến rũ này chính là lý do tại sao hành lý của các khách hàng đi máy bay thường xuyên bị thất lạc. Bởi vì nó làm trò này này, nó gấp máy bay giấy, sau đó nó ném vào hành lý để nổ tung tất cả. Thế mới mất dậy chứ lị không biết là sân bay nào luôn. Ơi, à! Vâng, có vẻ như là mình không giỏi trong việc làm người xấu lắm các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng là tốt nhất là mình cũng nên hạn chế một xíu. Chứ không sao mất công sau này mình mà đi du lịch thật sự á, là mình rơi vào tình trạng như thế này là chết. Sau khi mình đã cho nổ tất cả hành lý ở đợt đầu tiên, mình được đưa vào cửa hàng để chọn nâng cấp. Mình sẽ có 3 nâng cấp với mỗi tính năng khác nhau. Nhưng mà 3 nâng cấp này có vẻ là đều là nâng cấp vớ vẩn. Nên là mình được quyền là gì? Bán nó hết đi, bán nó đi và bán nó đi. Bán nó đi, mình sẽ được rất nhiều tiền để cho mình tích lại tại đó, sang đợt sau mình mới mua. Đó. Đấy, ok. Hồi xưa hồi bé mình cái việc phi máy bay giấy của mình á, mình chỉ nghĩ rằng là một trò chơi rất là cute thôi. Nhưng mà không ngờ nó có thể gây nên một cái thảm họa như thế này các bạn ạ. Rồi. Nhưng mà đôi khi mọi thứ cũng hơi liên quan đến vấn đề kỹ năng nha anh em. Bây giờ mình phải căn là vừa căn lực rồi lại phải căn là đúng cái điểm rơi của cái máy bay nó chạm vào chỗ mà cái hành lý nó sẽ trên băng truyền, nó sẽ tới chỗ đó. Đấy, nó phải đi khoan, không ra là huyền thoại. Bây giờ là mình sẽ ném máy bay không phải là theo đường vòng cung nữa, mà giờ sẽ là một đường thẳng. Bay thẳng được đấy. Gì đấy nữa? Trồng cây. Gì đây? Sao lại trồng cây? Rồi xoay gacha. Mấy cái trò đỏ đen này mình thích lắm này. Cơ hội để không tốn máy bay giấy khi mà ném máy bay, tức là bằng một cái thần kỳ nào đó, khi mình ném máy bay giấy đi thì trên tay mình bỗng dưng xuất hiện một cái máy bay mới ngay lập tức, đúng không? Được. Rồi, trồng cây, bán. Rồi. Đâu sẽ nào đâu, để xem cái ném thẳng như nào nào. Được, bây giờ là một đường thẳng tới luôn, thì sẽ khiến cho khả năng căn hướng của mình rất đơn giản. Được rồi, chính ra là mình không cần căn luôn. Mình chỉ cần kéo, đây, mình kéo full lực này, là nó sẽ đi thẳng một đường à. Tức là bỏ qua chuyện là căn cái đường tròn tròn, là nó rơi vào đâu, mình chỉ cần là... Không, phải căn anh em, phải căn nha. Phải căn đấy, vẫn phải căn một xíu nha. Trời ơi, hai cái game này lừa đảo thật á. Đứng lên ghế. Đứng lên ghế. Cái gì ấy, nâng cấp gì kỳ lạ vậy, để làm gì? Gấp máy bay giấy nhanh hơn, để có máy bay thay thế. Máy bay đồ chơi. Một cái máy bay đồ chơi bay xung quanh sẽ chặn các cái hành lý lại. Ok, mua cả hai đi. Bán cái ghế đi nào. Rồi, sẽ làm đâu? Mình có một cái máy bay đồ chơi khá là cute. Và nó sẽ bay đến cái băng truyền nào, nó sẽ chặn cái hành lý ở băng truyền đó, không cho rơi xuống. Ui giời ơi, mà nó bay chậm như thế này thì để làm gì? Chắc là những đợt sau đấy, nó mới giúp đỡ được mình, còn bây giờ thì thôi. Trông nó bay mà đến nản luôn ạ, cái tốc độ bay của nó còn chậm hơn cả máy bay giấy của mình nó bay. Vitamin tăng kích cỡ của máy bay. Mình sẽ không gấp máy bay bằng giấy vở học sinh nữa, mà mình sẽ gấp bằng giấy A4. Đấy. Giác quan của ếch, trong khi mình là con cóc. Ném thêm máy bay nữa. Tức là bây giờ trên cái máy bay giấy của mình sẽ để một cái máy bay giấy nữa lên trên để ném một phát hai cái. Thanh kiếm xoay xung quanh để chém hành lý. Anh vậy. Rồi từ từ. Bây giờ chắc là nhưng mà mình sẽ bán cái này đi để mình có tiền đủ mua luôn. Giác quan ếch và vitamin. Rồi, xem nào. Ôi, hình như là đúng là cái tăng kích cỡ máy bay đấy ấy, nó không những tăng cho cả máy bay giấy của mình ấy, mà nó tăng cho cả cái máy bay đồ chơi bay xung quanh luôn. Mình đã ném thêm một cái máy bay nữa màu xanh lá cây. Được. Mỗi tội là mình có vẻ như là không điều khiển được cái quỹ đạo bay của cái này. Nó bay hơi tùm lum. Nâng cấp cấp 2, cho thêm một cái máy bay đỏ nữa. Cũng được, cũng hợp lý. Máy bay có khả năng định hướng. Mình tự tin vào khả năng ném của mình nên mình sẽ bán nó luôn. Dăm ba một cái định hướng không cần nhá. Ôi, hai cái vali chồng lên nhau, mình phải ném hai lần. Ghê đấy. Không chỉ ai vali đen rồi sao ai. Ui may quá, ui cái màu đen mình không nhìn ra luôn ý. Hồi máu, ok, có lẽ mình phải hồi máu rồi. Hồi máu lên đi. Khi máy bay giấy của mình đáp xuống, nó sẽ tạo ra một cái máy bay nữa. Ảo ma vậy, đâu thử xem nào. Két sắt luôn á, ông nào mang két sắt lên trên máy bay vậy. Đúng là có một cái máy bay giấy nữa, nó bay ra từ cái máy bay gốc của mình. Và thậm chí không phải là chỉ từ ở cái máy bay mình ném, mà cả máy bay xe lá cây nữa. Nó cũng sẽ tạo ra một cái máy bay nhỏ. Hay. Ném có một máy bay thôi mà mình tạo ra được 4 cái máy bay giấy lận. Thế này thì thôi, sân bay này tất cả khách hàng bye bye và hành lý nhá. Thêm một máu, thêm một trái tim nữa. Ok, 4 máu tối đa.
mình vẫn muốn mua thêm cái này. Bây giờ mình mà mua thêm một cái máy bay đỏ nữa là mình sẽ tạo thêm hai cái máy bay, tức là tổng là ném là 6 cái, cực khỏe luôn. Và như nãy mình đã nói, mình rất mong đợi rằng là cái máy bay xanh lá cây của mình nó làm được một cái trò trống nào đó, nó bằng một cách thần kỳ nào đấy, nó ném bắn tùm lum mà nó trúng vào một cái hành lý nào đấy đi thì mình biết ơn nó lắm luôn ấy. Máy bay đỏ, let's go. Đâu xem nào, để từ từ để nó ra mình ném này. Đâu mày, đâu, alo. Ném ra, ui trời ơi, bây giờ là đúng là văng tùm lum toàn máy bay giấy luôn ạ. Cộng thêm một máy bay giấy nữa, bây giờ hai tay hai máy bay giấy. Không, cái này này, máy bay giấy phát nổ khi chạm vào. Các bạn vẫn còn nhớ là mình ném một lần được bao nhiêu cái máy bay giấy đúng không? 6 cái. Chúng ta sẽ có lên đến là 6 quả bom. Đâu đâu xem nào. Đó đó, mà còn không? Quả bom ở trên máy bay giấy nữa. Đâu xem nào. Đâu, ném thử nhá. Nổ quá là hoành tráng luôn. Vâng, bình thường ở ngoài đời thì chúng ta không được quyền mang bom lên trên máy bay, nhưng mà ở đây thì nên nha, để mình có thể nổ hết tất cả luôn. Ai cha, chắc là mình sẽ cần nổ to hơn à? Không, mình sẽ bán cái nổ to hơn đi. Mình sẽ mua cái tách ra thêm. Đó, bây giờ đang là mình ném ra một lần 3 máy bay giấy. Bây giờ một máy bay giấy tách ra thêm thành 3 cái máy bay nữa, tức là tổng là 9 máy bay đúng không? Đúng không, đúng không, đúng không, đúng không? À, không biết mình tính toán hay có chuẩn không ta? Nổ nhiều đấy, nổ được nhá. Đó, trời ơi, rồi ôi ôi, hay hay hay. Được, được. Nào đâu, xoay chuyển tình thế tí nào, đó. Xem nào, đó, đổi góc tí cho nó thú vị nào. Tỷ lệ cao hơn để không tốn máy bay khi mà ném. Hay là máy bay giấy sẽ xuyên qua một hành lý. Rồi, chê. Cái này á, cũng chê đi, chê hết. Không cần. Game thủ chuyên nghiệp là phải tính toán như thế chứ các bạn. Không phải là game cho cái gì chúng ta mua cái đấy ngay đâu. Tốn cả tiền, tiếc cả tồn. Ui giời, đó. Ui. Bắt đầu hơi nhiều nha. Trông hành lý lên để cho nó nặng à. Ghê nhỉ, ghê đấy. Nhưng mà chưa đủ tuổi. Ném ra 3 cái máy bay và nâng cấp 3 máy bay nhỏ phát nổ. Từ từ, cái này bây giờ phép tính này nó tính nhân, loại sĩ ngậu rồi, mình không biết tính như nào rồi. Bây giờ mình sẽ mua cái ném thêm máy bay đi. Rồi, một lần ném của mình bây giờ là ném ra được 4 cái máy bay, mỗi máy bay tách ra thành 2 cái nữa, đúng không? Ê, không được đâu em ơi. Nào nó. À, ok, bây giờ mình chơi kiểu gọi là chơi kiểu nghệ thuật này, xoay này, đây đúng không? Ui, đó, đây đúng không? Ui, ghê không? Ném trượt nhưng mà máy bay khác rơi vào hơn chúng. Ê, tại sao hết tiền rồi? Ê, bây giờ bán này đi thì liệu nó cho mình lại không nhở? Chứ giờ 152 đô này hơi lạ nha. Một bàn mình chơi á là mình chỉ được có khoảng tầm là có mấy đồng à? Nãy là đang là 152 đúng không? Để xem là hết bàn này mình được bao nhiêu tiền nhá. Chứ mình cảm giác rằng là số tiền chơi mỗi một bàn nó rất là ít ý. Thì làm sao mà đủ tiền để mình nâng cấp được? A few moments later. Nãy là bao nhiêu? 152 đúng không? Tức là được, mình sẽ được khoảng tầm gần hơn 40 đô. Bây giờ mình còn gần một, bây giờ mình còn tầm 100 đô, hơn 100 đô nữa để mà được cái nâng cấp này. Là mình phải chơi tầm 4 bàn nữa hả? Rồi, để mình chơi nhanh 4 bàn nữa. Xong rồi mình mua nâng cấp này nhá. Cứu tôi, tài ơi. Không những đủ, mình còn thừa đến 37 đô. Rồi, mua nốt 3 máy bay. Ba máy bay nhỏ sẽ bay ra sau khi máy bay giấy ban đầu của mình bay màu. Nào, mua rồi, ok. Và bây giờ mình đã nâng cấp tất cả kỹ năng rồi. Để xem nào. Trời ơi. Như đốt pháo ở trong sân bay các bạn ạ. Nổ với ôi loa xì ngẫu luôn. Trời ơi, ném này đó. Rồi, bây giờ khỏi căn đi. Mình khỏi phải căn nướng cái gì á. Mình cứ spam này cho nó dễ đi đó. Đấy, không thể nào mà mạnh có cái hành lý nào thoát nổi luôn. Ôi, nó còn kỹ năng cấp 4 ạ. Vai cả chửa. Ôi, bây giờ là tỏa ra 4 cái máy bay nhỏ ạ. Ê, bây giờ có bán được không? Bán đi xong rồi nó có nâng cấp, nó có sẽ cho hiện lại không? Thử bán nhá. Chứ bây giờ là mình mà cày lên được 400 thì mệt quá. Bán luôn này, lên được 300 rồi. Nếu mà nó có lại á thì mình sẽ rất là
cay đấy, bởi vì là mình đã phí mất khoảng tầm gần 5 phút cuộc đời của mình chơi mấy cái bàn vừa rồi. A few moments later. Holy shit, chết rồi các bạn ơi. Bán đi xong, đúng thật sự. Bán đi là nó không còn nữa. Và giờ nó cho mình một cái nâng cấp. Ném 3 máy bay ra trong 3 hướng. Trời ơi, 5.000 đô, sao mà mua nổi. Số tiền thu được từ mấy cái hành lý này quá thấp luôn. Cảm giác như là người ta đi du lịch ấy, người ta không để tiền ở trong vali mà người ta để hết trong túi sách, người ta đem lên máy bay rồi. Chơi đến bàn 20 rồi mà vẫn chưa thấy cái con chùm đâu. Kiểu là phải có một cái con chùm nào đấy đúng không? Con chùm kiểu một cái vali siêu to khổng lồ nào đấy, mình phải ném liên tục hàng trăm cái máy bay giấy vào nó thì nó mới vỡ tan tành. Hình như mình đang nghĩ rằng là do mình đã bán đi quá nhiều nâng cấp ấy, cho nên nó không xuất hiện lại nữa. Và khi mình đã bán sạch sẽ những cái nâng cấp nào có trong cửa hàng rồi thì đây là những cái gì cửa hàng còn lại. Có lẽ đó là cái giải thích hợp lý cho việc là bây giờ mình chỉ có đúng một cái nâng cấp này thôi. Thôi vậy có lẽ là chắc là mình sẽ nghỉ ngơi để cho các hành khách ở những chuyến bay sau họ sẽ được quyền cầm vali đi về nhà. Còn các bạn muốn xem tiếp những nâng cấp khác của cái chiếc máy bay giấy thần kỳ này, hãy bấm like thật nhiều cho video để đạt được tới con số 5.000 like. Mình sẽ làm tiếp tập thứ hai nhá. Mình sẽ để tập 2 ở đây sau khi đăng lên. Còn trong lúc chờ đợi, mình sẽ đi nâng cấp một cục sờ lam siêu mạnh để có thể trở thành chúa tể sờ lam. Bấm vào đây nhá các bạn nhá.